chào quý vị và các bạn. Xin mời các bạn trở lại với video tiếp theo trên kênh của Thành Vũ. Và hôm nay Thành đang có mặt tại nhà văn hóa thanh niên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh các bạn ạ. Và hôm nay là ngày chủ nhật, mọi người hôm nay đang đến để tham quan trải nghiệm đường Mai Vàng, rất là tuyệt vời tại đường Phạm Ngọc Thạch này các bạn ạ. Thành sẽ ghi lại những hình ảnh thật tuyệt vời để gửi tới tất cả quý vị và các bạn trong video của Thành ngày hôm nay. Mong tất cả quý vị và các bạn hãy theo dõi và luôn đồng hành ủng hộ kênh của Thành các bạn ạ. Thành xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Vâng, và Thành xin mời các bạn đi cùng Thành để trải nghiệm những hình ảnh tuyệt vời nhất các bạn ạ. Đây là phần vẽ tranh ông đồ các bạn ạ. Những gian hàng được bày bán tại đây. Những hình ảnh thật tuyệt vời các bạn ạ, đang vẽ tranh ông đồ. Vâng, những người hôm nay đến đây để trải nghiệm và chụp những tấm hình lưu niệm ghi lại những khoảnh khắc thật tuyệt vời này các bạn ạ. Đây là khu vực vẽ tranh ông đồ các bạn ạ. Vẽ tự do các bạn ạ. Đây là 50k và 100k trên các cái mẫu vật của mình. Vâng, một khung cảnh thật là sặc sỡ, đủ các sắc màu các bạn ạ. Đây là những cái phần chơi bắn bóng các bạn ạ. Vào vị trí chưa ạ? Nhóm niềm tin của chị Phụng ạ. Dạ rồi, xin mời chị. Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh các bạn ạ. Và đang chụp hình lưu niệm.
Vâng ạ, mọi người nô nức đến để trải nghiệm những hình ảnh mai vàng thật là tuyệt vời tại nhà văn hóa thanh niên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đủ các màu sặc sỡ các bạn ạ. Xin mời nhóm tình bạn hồ của Tú. Rồi chắc hỏi là nữa từng bạn cố mà đã có vô vị trí chưa ạ? Trên cái tay ạ, từng bạn cố. Quận tư, quận tư Tiền Hồng. Vâng, mình sẽ di chuyển qua phía bên này các bạn ạ. Có nhiều bạn nữ hơn. Vâng, đây là các bạn đang chụp hình lưu niệm cho riêng mình các bạn ạ. Những màu sắc thật sặc sỡ của chị em phụ nữ.